cùng là một loại bánh làm từ hạt khen hoa, hạt diêm mạch, được mệnh danh siêu thực phẩm bởi có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Bào nhuyễn cà rốt, cắt nhỏ hành. Giờ thì trộn đều hạt khen hoa với rau củ và thật nhiều phô mai mozzarella, thêm chút bột mì, một quả trứng, gia vị rồi khuấy đều cho tất cả hòa quyện lại với nhau. Cháo nóng thì rán bánh thôi nào. Hãy nhớ thật cẩn thận để bánh vàng đều hai mặt nhé. Chuẩn bị thêm chút rau và cà rốt cắt khúc nữa là ăn ngay thôi. Miếng bánh khen qua áo đều sốt sữa chua, gắn một miếng là thấy những sợi phô mai dẻo dài thơm lừng, lại có chút sần sật của hạt và rau. Ai bảo món chay là không ngon lành.